Giống cái nó nhụm đây. Hướng nhìn bên nào. Hướng thấy nào không? Hướng nhìn bên em đi. Ok. Anh nói gì nói kệ cha anh đi. Máy nữa nói 1 2 phút gì đó cắt được rồi. Ok. 2 cắt. Tôi tên là Nguyễn Tấn Đạt, nghệ nhân tranh cá 3D ở phường 1 quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Với ý nghĩa Tết đoàn viên, đó là cái ý nghĩa chính cho việc tạo ra mâm cơm cúng ba miền. Có lẽ là trước cái năm 2020 với nhiều cái biến cố khó khăn của đất nước cũng như là toàn thế giới về cái việc dịch bệnh Covid thì có rất là nhiều người ở hải ngoại không về được ở Việt Nam, cho nên một cái mâm cơm đoàn viên đối với họ là một trong những cái gì đó khá là quý giá, và được một người bạn liên hệ để tạo ra những cái tác phẩm, mong muốn là tạo ra những cái tác phẩm thuần Việt để gửi qua cho bên họ, và họ muốn để truyền đạt là mục đích là giáo dục cho con trẻ. Thì đó là một trong những cái ám ảnh và một trong những cái mong muốn của mình để mình giới thiệu về cái tác phẩm của mình. Với cái chất liệu về cái mâm cơm cúng ba miền, đó là một cái chất liệu khá là thuần Việt, đó là cái đất nặng Việt Nam. Thì đây là cái loại chất liệu mà do chính những người thợ thủ công, những người nghệ nhân làm hoa đất của Việt Nam đã tạo ra. Thì với cái chi phí rất là rẻ, có thể rẻ hơn cả những cái loại đất sét của nước ngoài, và đặc biệt là cái lý tính của đất sét này rất là dễ làm, dễ tạo tác và dễ tạo hình, cũng như là mình sẽ kết hợp thêm vào trong những cái tác phẩm của mình là những cái tô chén đĩa, đó là những cái loại gốm sứ của Việt Nam như là gốm Lái Thiêu, gốm Đồng Nai, gốm Biên Hòa. Và trong tương lai có lẽ là mình sẽ kết hợp thêm nhiều người thợ thủ công mỹ nghệ khác để cùng tạo ra những tác phẩm mang tính sáng tạo hơn. Và cái tôn chỉ của mình đó là sẽ mang những cái gì đó mang tính của dân tộc và sẽ bồi dung nó, phát triển nó thành những cái sáng tạo mới. Mong muốn là cho các người nước ngoài biết ở Việt Nam của chúng tôi có rất là nhiều người thủ công rất là khéo tay, cũng như là nhiều cái sản phẩm thủ công mỹ nghệ tốt và cái văn hóa độc đáo phong phú, cũng như là về cái ẩm thực của Việt Nam đa dạng. Hãy đến Việt Nam, hãy đến và để trải nghiệm thử.